Sau đây, bác sĩ sẽ hướng dẫn 4 bài tập cho người cao tuổi bị thoái hóa khớp gối. Hãy cùng tập với bác sĩ nhé! Bài tập số 1, căng gân khoeo. Bài tập này sẽ tác động vào vùng gân khoeo, giúp giảm đau khớp gối hiệu quả. Để thực hiện bài tập, bước 1, nằm thẳng trên thảm, hai chân duỗi thẳng, bàn chân vuông góc với mặt thảm. Bước 2, nâng chân phải lên, hai tay vòng phía sau đùi dưới đầu gối, từ từ kéo đầu gối về phía ngực. Giữ trong khoảng 30 giây, sau đó đổi bên. Lặp lại động tác 10 lần mỗi hiệp, mỗi ngày có thể thực hiện 2 đến 3 hiệp. Bài tập tư thế chiến binh. Bài tập này sẽ giúp làm mạnh cơ và kéo giãn phần cơ chân, đồng thời hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp gối. Để thực hiện bài tập, ta đứng thẳng. Bước 1, chân phải bước sang ngang, xoay mũi chân phải 90 độ. Bước 2, nâng hai tay ngang vai. Bước 3, trùng chân phải, giữ căng và thẳng chân trái. Giữ tư thế này khoảng 30 giây. Trở về vị trí ban đầu và đổi bên. Ta có thể thực hiện động tác này từ 2 đến 3 hiệp mỗi ngày. Bài tập tư thế nhân viên. Bài tập này sẽ giúp căng giãn phần sau kheo chân, bắp chân, giúp giảm đau khớp gối hiệu quả. Để thực hiện bài tập, bước 1, ngồi, lưng thẳng, hai chân duỗi thẳng, mũi chân hướng lên trần nhà. Bước 2, hai tay đặt phía hai bên người, ngón tay hướng ra phía trước. Bước 3, ép đùi xuống dưới thảm tập, đồng thời bẻ cổ chân sao cho mũi chân hướng về phía người tập, gót chân hướng ra ngoài. Giữ tư thế chừng 1 phút, sau đó trở lại vị trí ban đầu. Lặp lại động tác 3 đến 5 lần mỗi ngày. Bài tập đạp xe trên không. Bài tập này sẽ tác động vào vùng khớp gối, khớp háng, cơ vùng đùi, giúp giảm đau khớp gối hiệu quả. Để thực hiện bài tập, nằm thẳng, hai tay đặt dọc theo thân mình. Bước 2, nâng hai chân lên vuông góc. Bước 3, hai chân luân phiên co vào duỗi, mô phỏng động tác như đang đạp xe. Thực hiện 10 đến 20 lần, sau đó trở về vị trí ban đầu. Lặp lại 3 đến 5 hiệp mỗi ngày. Vừa rồi là 4 bài tập cho người cao tuổi bị thoái hóa khớp gối mức độ nhẹ. Nếu tình trạng đau không giảm sau 4 buổi tập, hãy đến cơ sở y tế để được thăm khám nhé.